Nguồn kết nạp đảng hạn chế, huyện Đất Đỏ có tỷ lệ kết nạp đảng viên mới thấp nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong 6 tháng đầu năm 2023, chỉ đạt hơn 30% chỉ tiêu tỉnh ủy giao. Những tháng còn lại của năm, đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã triển khai nhiều biện pháp tăng nguồn phát triển đảng viên. Toàn đảng bộ thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ có 603 đảng viên. 6 tháng đầu năm 2023, đảng bộ thị trấn chỉ kết nạp được 7 trên 24 chỉ tiêu đảng viên, đạt gần 30% chỉ tiêu năm 2023. Theo đại diện lãnh đạo đảng ủy thị trấn Đất Đỏ, phần lớn người trẻ có năng lực trình độ ở địa phương chọn làm việc tại các thành phố lớn. Số ở lại địa phương lại không đủ điều kiện kết nạp đảng theo điều lệ. Trình độ bây giờ là phải có cái bằng trung học cơ sở mới là tham gia vào đảng được. Thiếu nguồn kết nạp cũng là thực trạng của đảng bộ xã Lộc An. Không ít quần chúng trên địa bàn xã còn băn khoăn, chuyện vào đảng thì phải thêm thời gian sinh hoạt, trong khi những vất vả mưu sinh cứ đeo bám. Việc tuyên truyền, vận động vào đảng trở nên khó khăn hơn. Thì cái công tác tạo nguồn này là phải nói là hiện nay còn rất là nhiều khó khăn. Thì nguồn thì ngày càng cạn. Đảng bộ huyện Đất Đỏ có 49 tổ chức cơ sở đảng với 2.740 đảng viên. Xác định phát triển đảng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã có những giải pháp tháo gỡ. Trong đó chú trọng tạo nguồn từ lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, ngành y tế, giáo dục. Tăng cường các công tác tuyên truyền trong tất cả cái hệ thống chính trị của địa phương, đặc biệt nhất là thanh thiếu niên của lực lượng đoàn thì sẽ tập trung vào các cái chi bộ trường. Tại vì hiện nay cái thực tế trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ thì cái số lượng mà giáo viên, nhân viên viên ở các cái chi bộ trường thì còn nguồn. Tập trung vào các quần chúng là các người dân, mà các tiểu thương người đang buôn bán ở trên địa bàn, rồi các anh em công nhân công tác đang làm việc tại các công ty xí nghiệp trên địa bàn. Là chỉ đạo cho công an huyện cùng ban tổ chức quân ủy là đẩy nhanh tiến độ trong việc xu tra các hồ sơ khó. Cái thứ ba nữa là giao cho chi bộ phòng giáo dục đào tạo, đảng bộ trung tâm y tế rà soát lại các cái nguồn quần chúng để tiếp tục vận động tạo nguồn phát triển đảng. Năm 2023, tỉnh ủy giao cho đảng bộ huyện Đất Đỏ phát triển 115 đảng viên, thành lập một tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, huyện đã kết nạp được 70 trên 115 đảng viên, đạt gần 61%. Kết nạp được 3 trên 3 đảng viên thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước, đạt 100% chỉ tiêu.